Thưa quý vị và các bạn, xã Trường Xuân là một trong ba đơn vị hành chính cấp xã được Ủy ban nhân dân huyện Thái Lai đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Và hiện theo báo cáo của ban chỉ đạo xã, địa phương đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí, đồng thời đã gửi hồ sơ về ban chỉ đạo huyện trình hội đồng thành phố thẩm định. Tuyến giao thông nông thôn kết hợp bờ bao kênh Tô Ma thuộc ấp Trường Khương nối liền xã Trường Xuân với xã Trường Xuân B huyện Thái Lai được nâng cấp từ 2m lên 3,5m vào năm 2023. Công trình không chỉ tạo điều kiện kết nối giao thương tạo thuận lợi cho việc lưu thông mà còn góp phần phục vụ đắc lực cho dùng lúa chất lượng cao mà xã Trường Xuân đang triển khai. Cùng với nâng cấp mở rộng đường, chính quyền xã còn vận động người dân đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và cột cờ dọc theo toàn tuyến. Trước thì cái lộ 2m thì nói chung bà con thì đi lại cũng hơi khó khăn, nhưng mà được đầu tư đến nay thì nói chung tình hình địa phương cũng có cái sự phát triển rõ rệt. Xã Trường Xuân có diện tích tự nhiên trên 2.899 hecta, dân số khoảng 11.000 người. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Từ đó đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và quyền Thái Lai luôn quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí theo hướng nông thôn mới nâng cao, tiến đến kiểu mẫu. Nhờ vậy, kinh tế xã hội trên địa bàn được phát triển khá toàn diện. Điển hình như nâng cấp và làm mới 10 công trình giao thông nông thôn và 6 cây cầu trên địa bàn các ấp, quan tâm phát triển thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã để mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi nhằm gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp. Thống kê 8 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã đạt gần 370 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa 397 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 77 triệu đồng. Chừng 6 năm về trước á thì em cũng về mới về đây ở thì cái tuyến đường khúc này nó cũng còn vắng còn thưa nhà lắm. Rồi khoảng chừng 3 4 năm nay thì dân cư của mình đông hơn. dưới cửa hàng rồi người ta phát triển nó cũng mạnh hơn, nhiều mặt hàng. Nhiều ngành nghề người ta kinh doanh đầy đủ mặt hàng hơn như lúc trước thì chỉ có tiệm em. Chứ đầu tiên thì có tiệm vàng. Và con mình đây cũng chuyển đổi hết trồng cây ăn trái lên vườn hết, trồng cây mấy chỗ mà khó làm ruộng á thì vô cái tổ hợp tác với chúng tôi thì nó những người như vườn sầu riêng đây nè, bán năm rồi lùng tỷ mấy nó cũng đạt hơn lúa thì trong vòng có ba bốn năm thì người ta thu hoạch rồi hôm nay nó thu hoạch cũng ba vụ rồi đó thì nó cũng đạt hơn gấp cái năm lần ạ à. năm lần làm lúa nhưng cũng nhẹ chăm sóc nhưng thời gian mình chăm sóc có thời gian nghỉ với sự quan tâm và nỗ lực trên hiện xã Trường Xuân đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 các cái tiêu chí này thì cũng đã hoàn thành xong. Tuy nhiên còn một còn một cái việc ở xã cũng đang cái đắn đo đó là cái tiêu chí số 14 về cái bảo hiểm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Thì hiện nay thì theo ở anh em ở xã, ban chỉ đạo xã thì cũng đã đánh giá nó đã tương đối là hoàn thành 95%. Tuy nhiên thì về cái 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 đáo hạn đó trong cái tháng 11 và cái tháng 12 thì đối với cái việc đáo hạn này thì anh em ở xã cũng ban chỉ đạo xã cũng phân công với các đồng chí trong ban chỉ đạo thành viên ban chỉ đạo cũng như là các ấp tiếp tục cái là vận động người dân là tính toán cái việc là vận động người dân tiếp tục tham gia đáo hạn tháng 11 và tháng 12 tiếp tục để đảm bảo được cái tiêu chí này là đạt 95% theo cái tiêu chí đề ra. Một diện mẫu mới đã và đang hình thành Trở thành xã nông thôn mới nâng cao không chỉ là tiền đề để Trường Xuân tiến lên nông thôn mới kiểu mẫu, mà qua đó còn dược dậy những tiềm năng đưa Trường Xuân dẫn bước trên con đường phát triển, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.